Xin chào tất cả anh em đến với kênh của Bóp Miền Tây nha. Thì hôm nay từ nhà của em thì em sẽ bắt đầu xuất phát, mình đi lên theo cặp bờ sông để mà mình xem các cái khoảng mà nuôi tôm ở trên cái cặp bờ sông này nó nhiều không anh em. Và hiện tại là em đang đi lên hướng bến phà Rạch Dách. Thì cặp bờ sông thì anh chị em thấy là sẽ có các ao khu nuôi tôm. Thì em mời tất cả anh chị em cùng xem nha. Đó, thì các khu ao nuôi tôm đó. Thì trước mắt chị em đó sẽ là một cái bến phà. Phà này gọi là phà Rạch Dách nha anh chị em. Bến phà này thì không có chở xe hơi, thì chỉ có chở Honda thôi, Honda và các loại xe phương tiện nhỏ. Thì kế bên bến phà này anh chị em sẽ thấy một cái bãi cát đá. Đó, thường cặp ở mấy cái bến phà là sẽ có bãi cát đá nha anh chị em. Khi mà em đi tiếp nữa thì sẽ thấy một cái khu gọi là cái khu tập trung để nuôi tôm luôn anh em, quá trời ao luôn. Đó, anh chị em thấy không? Mình phía bên tay trái á, là dừa, còn phía bên tay phải của mình á, là các cái ao khu vuông nuôi tôm. Thì ở huyện Tân Phú Đông của em á, thì cặp bờ sông người ta nuôi tôm rất là nhiều anh em. Cái nguồn thu nhập chính của người dân ở đây á,
là tôm, dừa, mãng cầu và sả. Thì sau này em sẽ quay cái khu trồng sả cho anh chị em xem nha. Đến cái chỗ này á là hết ao tôm rồi, thì cái ao lai cam của em nó bay khoảng hơn 3 cây số, thì em cho nó bắt đầu chuẩn bị quay về. Tại vì đi tới đây á thì mình bay ở cái độ cao thấp á, thì cái máy bay của mình nó sẽ bị mất sóng anh em. Muốn bay cao, bay xa nữa thì mình phải nâng độ cao lên. Bây giờ em sẽ cho nó quay về và cập cái bờ lộ 877B. Huyện Tân Phú Đông của em á, thì cái lộ 877B này nè là cái con lộ chính duy nhất gọi là lộ tỉnh, đường tỉnh 877B. Thì tất cả cái con lộ khác á, thì nó rất là nhỏ, còn cái con lộ này á, thì nó lớn, nó đi dọc theo từ đầu tới cuối khoảng 35 km dọc theo huyện. Trước mắt quý vị và các anh chị thì là cái chợ Rạch Vách đó, người ta gọi là chợ Rạch Vách, cái địa điểm là địa danh là Rạch Vách. Tại hồi xưa là cái nhiều cái rạch xẻ vô anh em, nhiều rạch xẻ vô thì sẽ có là Rạch Vách này kia đồ ha, rạch mương đồ, rạch tàu, rạch cầu đó, tất cả cái con rạch đi vô thì đều có tên và người ta đặt theo cái địa điểm luôn. Trước mắt anh chị là cái khu tập trung chợ nha, cái khu này là chợ Rạch Vách.
em cho cái Leica của mình bay dè, bay lùi á, để mà lấy cái cảnh chợ nè, từ từ mà đi xuống thì nó sẽ đẹp hơn đó em. Cặp hai bên lậu thì người ta tập trung vào buôn bán, ở phía trong thì người ta trồng dừa, và hiện tại bây giờ là có một số chỗ người ta cưa dừa để mà trồng xả. Em tiến hành nâng độ cao của Leica lên để mà mình thấy cái cảnh, nâng độ cao của gimbal để mà mình thấy cái cảnh rộng hơn em. Trước mắt của anh chị em thì đang thấy một cái đường đan bên tay phải kẻ vô, thì cái đường này là cái đường 3m dẫn vô trong nhà em nha. Cặp hai bên thì là người ta trồng bán cầu và cỏ nè, có xả và trồng dừa, nói chung là chủ yếu hồi xưa người ta trồng dừa. Thank you.
đường đan này người ta làm theo cái con đường mòn hồi xưa, cho nên là nó rất là quanh co, nó có nhiều khúc cua. Để mà dẫn vô nhà em. Khi mà đi tới cái ao tôm sát bên cái đường đan nè, nhìn ra ngoài mé bên tay trái bên sông thì sẽ thấy một con nhà màu xanh, thì đó là nhà của em nha anh chị em. Quay quanh quanh cái nhà em một tí rồi sẽ kết thúc clip ở đây. Chúc tất cả anh chị em được nhiều sức khỏe. Nhớ đăng ký kênh, bấm ủng hộ đăng ký kênh, ủng hộ kênh em nha. Xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.